Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những tin tức đáng chú ý sau đây. Sập bẫy nhận quà tặng qua mạng, một phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng. Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 350 gram ma túy các loại. Đưa nghệ thuật rối truyền thống đến với con em công nhân lao động. Thưa quý vị, bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại thôn Lũng Sơn, thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Tổ công tác đã phát hiện bên trong nhà kho đang tập kết số lượng cực lớn khí cười N2O. Qua kiểm đếm, tổng số lượng khí vi phạm lên đến gần 1,4 tấn, chứa trong 140 chai khí các loại lớn nhỏ khác nhau. Hiện cơ quan quản lý thị trường đang tiếp tục điều tra, truy xét nguồn gốc của số khí cười trái phép kể trên. Theo cảnh báo, khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự như là heroin. Vì thế, xu hướng sử dụng sẽ tăng liều dần và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí là có thể tử vong. Vâng, thưa quý vị, hôm qua, Công an huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng thụ lý tin báo bị lừa hơn 2 tỷ đồng với chiêu thức nhận quà tặng qua mạng. Theo đó, bà Nguyễn Thị N, 59 tuổi, ngụ tại huyện Đạ Hoai, cho biết ngày 8 tháng 7, bà tham gia đăng ký nhận quà hè trên Facebook. Sau khi đăng ký, trang quà tặng Yodi yêu cầu bà N cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận quà và hướng dẫn tạo tài khoản Telegram để cấp phiếu xác nhận quà tặng. Bà N được hướng dẫn từng bước cho đến khi nhận được phiếu xác nhận quà tặng và mã nhận quà. Tiếp đó, bà N được yêu cầu kết bạn và nhắn mã nhận quà với quản lý có tên là Ngọc Anh qua phần mềm nhắn tin Telegram để được hướng dẫn. Sau đó, username, giám đốc kinh doanh hướng dẫn các bước giúp hệ thống các cửa hàng thời trang Yodi tăng doanh số bán hàng trên các trang mạng thương mại điện tử. Tiếp tục, tài khoản này đề nghị bà N thanh toán trước 300.000 đồng bằng phương thức chuyển khoản. Sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà N sẽ nhận được 360.000 đồng. Ngoài ra, được nhận thưởng phần quà trị giá 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Tiếp tục nhận yêu cầu nhiều lần chuyển khoản để được nhận về hơn 2,36 tỷ đồng tiền quà tặng, bà N đã bị mất hơn 2 tỷ đồng. Đến tối ngày 19 tháng 7, tất cả các số điện thoại đều không thể liên lạc được. Lúc này, bà N mới biết mình bị lừa và nói với gia đình biết sự việc. Rạng sáng qua, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh House No One, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, phát hiện 8 người đang đánh bạc với hình thức đánh poker ăn thua bằng tiền, được quy đổi từ phỉnh theo các mệnh giá. 8 người trên là Hoàng Văn Truyền, 30 tuổi, Hồ Văn Hùng, 25 tuổi, Lê Chí Dũng, 38 tuổi, Trần Huỳnh Khánh Ngọc, 18 tuổi, Nguyễn Nhật Minh, 18 tuổi, Lê Hoàng Lâm, 18 tuổi, Nguyễn Dương Như Linh, 29 tuổi và Nguyễn Thị Hoàng Như, 25 tuổi, cùng ngụ thành phố Phú Quốc. Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Truyền là người quản lý trực tiếp cơ sở kinh doanh và trực tiếp tham gia đánh bạc, nhận tiền chuyển khoản từ nhóm người trên. Sau khi nhận tiền, Truyền quy đổi thành số phỉnh tương đương để cả nhóm chơi ăn thua. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ hơn 350 gram ma túy đá và ma túy khay. Qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều tối ngày 18 tháng 7, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang 2 đối tượng, Trương Văn Thành, 26 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và Lê Quốc Tuấn, 49 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đang tàng trữ 4 gói ma túy đá tại khu phố 5, phường Long Bình. Khám xét nơi ở của Tuấn ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, công an thu giữ thêm 5 gói ma túy đá và hàng khay. Qua đấu tranh, Tuấn và Thành khai nhận đã góp 140 triệu đồng để mua ma túy từ đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang tại tỉnh Bình Dương mang về thành phố Biên Hòa để tiêu thụ. Ngay lập tức, công an tiến hành khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư ở thành phố Dị An. Tại đây phát hiện 3 đối tượng Đoàn Hồng Ngọc, 28 tuổi, Lê Hoàng Bảo Yến, 21 tuổi, cả hai cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Trần Doãn Tài, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang không có mặt tại căn hộ, thu giữ gần 300 viên và 7 gói ma túy đá và ma túy hàng khay, 3 cân điện tử cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc mua bán ma túy. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp tại phường Tân Phong với số tiền hơn 15 triệu 500 ngàn đồng vi phạm trên lĩnh vực đất đai.
Cụ thể, theo quyết định số 616 của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Hoàng Thân, ngụ tại khu phố 9, phường Tân Phong, với số tiền hơn 15.500.000 đồng vì đã thực hiện hành vi chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, với diện tích gần 65m² tại thửa đất số 326, tờ bản đồ 16, phường Tân Phong. Trước đó, lực lượng chức năng của Ủy ban Nhân dân phường Tân Phong đã kiểm tra và phát hiện ông Thân vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, nên đã lập biên bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt. Khuya qua, một vụ cháy đã xảy ra ngay trong chợ Đồng Xoài thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lửa bất ngờ bùng phát và thiêu rụi nhiều tài sản trong cửa hàng quần áo nằm ngay trong chợ. Cụ thể, 22 giờ 30 phút đêm qua, một số tiểu thương sống trong chợ Đồng Xoài phát hiện lửa bất ngờ bùng phát từ trong cửa hàng quần áo nằm trên đường số 4. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lửa bùng phát mạnh mẽ, khói bốc lên nghi ngút trong cửa hàng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Bình Phước đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án khống chế đám cháy. Chỉ sau khoảng nửa giờ đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự cố gắng tích cực, lực lượng chữa cháy đã khống chế và dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi một số tài sản trong cửa hàng quần áo. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng quần áo đóng cửa, không có người phía bên trong nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai có chiều hướng gia tăng, xuất hiện những ổ nhóm liên tiếp thực hiện nhiều hành vi trộm cắp có tính chất chuyên nghiệp, hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí để chống trả khi bị phát hiện và đuổi bắt. Trước tình hình trên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhân Trạch và các cơ quan tố tụng đã tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên online cùng DNTV. Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra không theo một quy luật nhất định. Nhưng phần lớn các vụ trộm cắp trên địa bàn có phương thức, thủ đoạn gây án chung là các đối tượng thường lợi dụng lúc đêm khuya hoặc lúc người dân đi làm để đột nhập trộm cắp tài sản. Nguyên nhân mà dẫn đến phát sinh là cái loại tội phạm trộm cắp này thì là do các thanh thiếu niên muốn hưởng thụ thì tụ tập băng nhóm để thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt là trộm cắp tài sản. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhân Trạch và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nhân Trạch đã khởi tố gần 100 vụ với 84 bị can tội trộm cắp tài sản, tăng gần 70 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Tài sản chủ yếu các đối tượng nhằm vào là xe máy, tiền, vàng. Đặc biệt nổi lên từ đầu năm đến nay là xuất hiện các ổ nhóm trộm cắp nhằm vào công ty, nhà máy tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Họ có rất nhiều tiền án sự, có nhiều thủ đoạn để đối phó các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, đối với những đối tượng này, chúng tôi đã có cái kinh nghiệm trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Khi mà phát hiện thì chúng tôi là kiên quyết đấu tranh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với những đối tượng này và buộc các đối tượng này phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình. Để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, khắc phục những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và kiềm chế tội phạm trộm cắp tài sản, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhân Trạch đã kiến nghị, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ một số biện pháp, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong toàn huyện, phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện báo tin tội phạm cho các cơ quan chức năng xử lý. Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như vậy, ban lãnh đạo cũng đã chủ động phối hợp với lãnh đạo với cơ quan điều tra kiên quyết xử lý nghiêm đối với tội phạm có tổ chức, thành lập băng nhóm để thực hiện nhiều vụ trộm cắp để là xử lý nghiêm minh, triệt để để nhằm hạn chế tội phạm tại địa phương, đồng thời là cũng phối hợp với tòa án, yêu cầu tòa án đưa ra xét xử lưu động đối với loại tội phạm này để là nhằm răn đe và giáo dục. Tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, manh động với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp thực hành quyền công tố đối với tội phạm trộm cắp tài sản sẽ góp phần kiềm giảm loại tội phạm này.
Vâng, thưa quý vị, như đã thông tin, 3 ngày vừa qua tại Đồng Nai đã diễn ra liên hoan múa rối các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực miền Đông Nam Bộ mở rộng năm 2023, với sự tham gia của 8 nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực miền Đông Nam Bộ và 3 đơn vị cấp quận với sự góp mặt của 140 diễn viên. Ngoài biểu diễn tại điểm chính là nhà thiếu nhi tỉnh thì các đơn vị còn tổ chức biểu diễn tại khu vực có nhiều khu công nghiệp để phục vụ con em công nhân lao động. Ghi nhận của phóng viên online cùng DNRTV. Bên cạnh Long Thành thì huyện Vĩnh Cửu là địa bàn được chọn để tổ chức múa rối phục vụ miễn phí cho người dân và thiếu nhi. Trung tâm văn hóa thể thao huyện ngay từ đầu giờ chiều đã rất đông đúc. Trẻ em, bà con nhân dân ai cũng háo hức để được thưởng thức các tiết mục rối đặc sắc, hấp dẫn đến từ 4 đội kịch rối của nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước, nhà thiếu nhi quận 7, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ăn khế trả vàng, đeo nhạc cho mèo, quả bầu tiên, dây đen dũng cảm và úp lá khoai là các tiết mục rối cạn được biểu diễn tại đây. Con chưa xem múa rối bao giờ, nhưng mà hôm nay con được đến đây thì con cảm thấy múa rối rất là thú vị và có những tiết mục nó rất là vui nhộn. Con mong muốn là sau này sẽ có nhiều hơn về những chương trình múa rối hoặc là vui nhộn, hoặc là dễ thương. Dạ, em bị những tác phẩm ăn khế trả vàng, em là quạ. Trong vòng một tháng tập với thầy thì thầy có dạy em những động tác bay qua biển và em cũng có tự sáng tác một vài động tác. Trong một tháng đó thì rất là vất vả để có buổi liên hoan phục vụ cho các bạn ngày hôm nay. Thông qua các tiết mục, những câu chuyện dân gian, ngụ ngôn của Việt Nam được tái hiện theo một cách mới mẻ hơn, đặc sắc hơn. Đây cũng là cách đưa những câu chuyện này đến gần hơn với thiếu nhi và cũng là cơ hội để thanh thiếu nhi, nhi đồng hiểu thêm về cội nguồn, về văn hóa truyền thống của cha ông. Thông qua những cái vở diễn múa rối không bằng cổ tích, ngụ ngôn thì mong muốn rằng gửi lại thông điệp với các em những điều tốt thì luôn quanh chúng ta. Chúng ta hãy làm những điều tốt và học tập những điều tốt thông qua những cái vở diễn múa rối. Thưa quý khán giả, việc tổ chức biểu diễn rối tại các cơ sở góp phần mang cái loại hình nghệ thuật đặc sắc này đến với công chúng thì còn thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành đối với thiếu nhi, tạo ra sân chơi vui tươi và bổ ích cho các em trong dịp hè này. Trong khuôn khổ liên hoan, các đơn vị cũng đã trao tặng học bổng cùng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện công tác xã hội tại hai huyện Long Thành và Vĩnh Cửu. Các đơn vị cũng đã được xem múa rối nước do nhà hát nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn và tham quan các địa danh, di tích văn hóa, lịch sử của vùng đất Đồng Nai. Hôm nay, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Còn phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.